Chào mừng các em học sinh đến với chương trình môn giáo dục công dân lớp 7, học kỳ 2. Cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, giáo viên trường trung học cơ sở Phú Mỹ thực hiện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp chủ đề các nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài 15. Bảo vệ di sản văn hóa. Trong bài 15 này gồm có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, thế nào là di sản văn hóa? Nội dung thứ hai, ý nghĩa? Và nội dung thứ ba, những quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa? Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thứ nhất, thế nào là di sản văn hóa? Ý nghĩa của di sản văn hóa thì cái phần này các em tự nghiên cứu sách giáo khoa trang 49. Còn phần số 3 thì tiếp tới chúng ta sẽ tìm hiểu. Trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thứ nhất. Thế nào là di sản văn hóa? Để hiểu được thế nào là di sản văn hóa thì các em lật sách giáo khoa ra trang 47 và 48. Quan sát cho cô 3 bức tranh. Và trả lời câu hỏi, địa danh nào gắn liền với sự kiện lịch sử, địa danh nào là danh lam thắng cảnh và địa danh nào mang giá trị lịch sử văn hóa? Rồi, bức tranh thứ nhất, Bến Nhà Rồng. Đó là một địa danh gắn liền với sự kiện lịch sử trọng đại quan trọng của đất nước. Vì Bến Nhà Rồng đó là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, phải không? Nó là một cái di tích mang đậm dấu ấn của dân tộc. Nhắc đến cái tên Bến Nhà Rồng, đã là người dân Việt Nam thì không ai mà không biết tới. Bởi nơi đây nó mang một cái dấu ấn lịch sử quan trọng của đất nước. Bến Nhà Rồng cũ nay là bảo tàng của Hồ Chí Minh. Bức tranh thứ hai, Vịnh Hạ Long. Thì các em biết đó, Vịnh Hạ Long nó là một địa danh, một cái cảnh đẹp của thiên nhiên, của đất nước. Vịnh Hạ Long hai lần được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Bởi nơi đây nó mang một cái phong cảnh sống động, tuyệt đẹp. Đồng thời Vịnh Hạ Long còn là một cái điểm du lịch rất là hấp dẫn đối với những cái du khách trong và ngoài nước. Và bức tranh thứ ba, di tích Mỹ Sơn. Thì di tích Mỹ Sơn nó là một cái địa danh mang một cái giá trị lịch sử văn hóa. Vì di tích Mỹ Sơn nó là một cái công trình kiến trúc của người Chăm Pa. Đồng thời nơi đây còn là nơi tổ chức cúng tế, cũng như là khu vực lăng mộ của những vua quan hoàng thân quốc thích của những vương triều Chăm Pa xưa. Năm 1999 thì khu di tích Mỹ Sơn này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vậy ba di sản mà nãy giờ chúng ta tìm hiểu đó là những cái di sản văn hóa của Việt Nam đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới, là niềm tự hào của người Việt Nam. Vậy theo các em, di sản văn hóa là gì? Di sản văn hóa đó là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. Nó được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cái phần chữ màu đen in nghiêng là các em viết vào vở để chúng ta học nhé các em. Cô giới thiệu điều 1 luật di sản văn hóa. Thì luật di sản văn hóa quy định tại luật này là bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể. Nó là sản phẩm tinh thần, vật chất, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và nó được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác của nước Việt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và sau đây cô sẽ giới thiệu cho các em xem một vài di sản văn hóa của Việt Nam. Một trong những di sản văn hóa đó được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, là niềm tự hào cho người Việt Nam cũng như thế giới. Di tích Cố Đô Huế. Đây là một trong những di sản văn hóa thế giới tiêu biểu của Việt Nam. Di tích Cố Đô Huế đó là một cái di sản văn hóa vật thể, nó thuộc di tích lịch sử văn hóa. Nó do nhà Nguyễn xây dựng trong thế kỷ 19-20, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Di sản thứ hai, phố cổ Hội An. Phố cổ Hội An thì cũng được UNESCO công nhận vào năm 1999, nó thuộc tỉnh Quảng Ninh. Phố cổ Hội An này nó từng là một thương cảnh quốc tế sầm uất. Nó gồm những cái di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước. Di sản thứ ba, Hoàng thành Thăng Long. Hoàng thành Thăng Long thì đây nó là một cái công trình kiến trúc đồ sộ.
được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn của lịch sử, và Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận vào năm 2010 là di sản văn hóa thế giới. Nó thuộc về di sản văn hóa vật thể. Di sản tiếp theo, Nhã nhạc Cung đình Huế. Nhã nhạc Cung đình Huế, đây là một cái thể loại nhạc trong cung đình thời phong kiến. Cái loại nhạc này nó biểu diễn vào những cái dịp lễ hội trong năm của triều đại nhà Nguyễn. Và Nhã nhạc Cung đình Huế này được UNESCO công nhận là một cái kiệt tác truyền khẩu. Di sản tiếp theo, cồng chiêng Tây Nguyên. Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận vào năm 2005 là di sản văn hóa thế giới, là một cái kiệt tác truyền khẩu sau Nhã nhạc Cung đình Huế. Và cồng chiêng Tây Nguyên này là di sản văn hóa phi vật thể của nước ta. Di sản tiếp theo, đờn ca tài tử Nam Bộ. Đờn ca tài tử Nam Bộ, cô giới thiệu thêm, đây là một cái dòng nhạc dân tộc của người Việt Nam và đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể. Nó là một cái loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng Nam Bộ và UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2013, là di sản văn hóa phi vật thể. Bức tranh tiếp theo, 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2010. Đây chính là nơi thờ Khổng Tử và Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám được coi là một cái trường đại học đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Đây là di sản văn hóa vật thể. Áo dài. Áo dài đó là di sản văn hóa phi vật thể tại vì nó thuộc về trang phục truyền thống. Trên đây là một số di sản văn hóa của Việt Nam và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới để được tôn vinh giữ gìn như là tài sản của nhân loại. Vậy chúng ta trở lại nội dung hồi nãy. Mình đã hiểu được di sản văn hóa là gì. Vậy theo các em, di sản văn hóa bao gồm mấy loại? Di sản văn hóa thì bao gồm hai loại. Như cô nói nãy giờ đó, nó gồm có di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. Thì di sản văn hóa vật thể là bao gồm tiếng nói, chữ viết, lối sống, lễ hội, văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống. Còn di sản văn hóa vật thể thì nó bao gồm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia. Cái phần chữ in nghiêng các em viết vào vở để các em học nhé các em. Và sau đây cô sẽ giới thiệu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia là gì cho các em biết thêm. Đây, các em quan sát lên màn hình. Đây là một cái chiếc bình tỳ bà. Chiếc bình tỳ bà này đó thuộc về di vật. Nó là di sản văn hóa vật thể. Chiếc bình tỳ bà này là được tìm thấy trong một khảo cổ ở Hoàng cung Thăng Long. Cô nhắc lại, đây là di sản văn hóa vật thể. Đây, chiếc giường của công tử Bạc Liêu. Nếu như mà các em đã từng đến nhà tham quan cái ngôi nhà của công tử Bạc Liêu thì các em sẽ thấy được cái chiếc giường này. Chiếc giường của công tử Bạc Liêu được coi là cổ vật, có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học cho tới ngày hôm nay. Bức tranh tiếp theo, Trống đồng Hoàng Hạ thuộc nền văn hóa Đông Sơn. Trống đồng Hoàng Hạ này nó thuộc về bảo vật quốc gia. Đây là một cái hiện vật được lưu truyền lại, nó có giá trị rất đặc biệt, quý hiếm, tiêu biểu cho một cái đất nước, một dân tộc. Và sau đây cô sẽ giới thiệu một vài di sản văn hóa của các nước được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cô ví dụ như nhà hát Opera Sydney ở Australia, đấu trường La Mã ở nước Ý, tháp Eiffel của nước Pháp, Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, Kim Tự Tháp ở Ai Cập, đền Taj Mahal của Ấn Độ. Thì cô nói sơ về cái ngôi đền này. Cái ngôi đền Taj Mahal này nó là một trong 7 kỳ quan thế giới đương đại. Cái ngôi đền này là nó biểu tượng cho một cái tình yêu vĩnh hằng, một cái tình yêu bất diệt của nhà vua dành cho hoàng hậu. Để hoàn thành xong cái ngôi đền này,
thì nhà vua đã chi khoảng 1 tỷ USD. Và cái ngôi đền này nó là một cái công trình kiến trúc kỳ công và có giá trị đặc biệt cho tới ngày hôm nay. Nãy giờ mình tìm hiểu đó là những cái di sản văn hóa của thế giới được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới để bảo tồn, để tôn vinh, coi như đó là tài sản của nhân loại. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu coi ở tỉnh An Giang chúng ta có những cái di sản văn hóa nào. Cô sẽ giới thiệu cho các em xem một vài di sản văn hóa của tỉnh An Giang. Di sản đầu tiên đó là cái lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Đây là một cái di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và được được công nhận đây là một cái lễ hội cấp quốc gia. Nó là di sản văn hóa phi vật thể nha. À, di sản tiếp theo, Thiên Cấm Sơn. Thiên Cấm Sơn mà người ta thường gọi đó là núi cấm. Đó là một cái di sản văn hóa vật thể của tỉnh An Giang. Đồng thời cũng là di sản văn hóa quốc gia. Di tích Ốc Eo. Đó là di sản văn hóa vật thể thuộc về di tích lịch sử. Nhà mồ Ba Chúc. Nhà mồ Ba Chúc này nó cũng là một cái di sản văn hóa vật thể, nó cũng thuộc về di tích lịch sử. Di tích lịch sử cách mạng cột dây thép. Di tích lịch sử cách mạng cột dây thép này ở Chợ Mới á các em. Cột dây thép này nó là một hệ thống gồm hai cột. Một ở bên này nó là sông Tiền thuộc xã Long Điền A và một ở bên kia sông nó thuộc xã Tấn Hủy, huyện Chợ Mới. Cột dây thép này á nó là một trong những cái công trình bề thế của thực dân Pháp và nó đã được những người cộng sản chọn nơi đây treo lá cờ đầu tiên tại An Giang chúng ta. Đó là một cái di sản văn hóa vật thể. Trên đây là một vài di sản văn hóa của tỉnh An Giang nói riêng và di sản văn hóa của Việt Nam nói chung. Mình là công dân Việt Nam, mình phải tự hào về những di sản này và mình phải có trách nhiệm bảo vệ giữ gìn những cái di sản này để thể hiện là niềm tự hào cho người Việt Nam. Và sau đây cô có một cái bài tập nhỏ cho các em làm. Bài tập của cô đưa ra là nhiệm vụ các em là chọn coi câu trả lời nào là câu trả lời đúng nhất. Câu 1, di sản văn hóa bao gồm A. Di sản văn hóa vật thể và hữu hình. B. Di sản văn hóa phi vật thể và vô hình. C. Di sản văn hóa hữu hình và vô hình. D. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Các em suy nghĩ trả lời. Vậy di sản văn hóa là bao gồm câu trả lời đó là câu D ha. Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu. Câu 2, những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử văn hóa khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ lưu truyền khác được gọi là A. Di sản, B. Di sản văn hóa, C. Di sản văn hóa vật thể và D. Di sản văn hóa phi vật thể. Các em suy nghĩ trả lời. À, câu trả lời đó là câu D. Di sản văn hóa phi vật thể đó là những sản phẩm tinh thần. Các em nhớ ha, di sản văn hóa phi vật thể đó là những sản phẩm tinh thần. Mình chỉ cần nhớ vậy cho cô thôi. Câu 3. Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử văn hóa bao gồm các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là A. Di sản, B. Di sản văn hóa, C. Di sản văn hóa vật thể và D. Di sản văn hóa phi vật thể. Các em suy nghĩ trả lời. Rồi, di sản phẩm vật chất. Sản phẩm vật chất thì đó là di sản văn hóa vật thể. Ai nhớ gì cho cô? Sản phẩm vật chất thì đó là di sản văn hóa vật thể, mà sản phẩm mang giá trị tinh thần thì nó là di sản văn hóa phi vật thể. Câu 4. Nhã nhạc cung đình Huế thuộc loại di sản văn hóa nào? A. Di sản văn hóa vật thể. B. Di sản văn hóa phi vật thể. C. Di tích lịch sử và D. Danh lam thắng cảnh. Các em suy nghĩ trả lời. Câu trả lời đó là câu B.
Vậy là nhã nhạc cung đình Huế, như hồi nãy cô có nói đó, nhã nhạc cung đình Huế đó là một cái di sản văn hóa phi vật thể, nó mang một cái giá trị tinh thần. Rồi bài tập của chúng ta đến đây là hết. Trước khi kết thúc bài học, cô có một cái dặn dò cho các em chuẩn bị để tuần sau chúng ta học cho tốt. Nhiệm vụ của các em là học thuộc cái nội dung nãy giờ chúng ta học. Số 2 là các em xem trước những cái quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa. Thứ ba đó là các em tìm những cái tấm gương cá nhân hoặc tập thể trong cuộc sống góp phần bảo vệ di sản văn hóa để tiến tới chúng ta học cho tốt. Bài học đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.